Đăng ký ngay chương trình Thạc sĩ biến đổi khí hậu để có cơ hội nhận học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng của khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu giải quyết chậm trễ có thể khiến giới hạn trái đất nóng lên không quá 1,5 độ C trong thế kỷ này bị phá vỡ. Sự nóng lên toàn cầu giai đoạn 2022-2040 có khả năng vượt qua 1,5 độ C. Kịch bản rất xấu có thể xảy ra là trái đất sẽ nóng hơn 4,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này. Theo kịch bản này thì nước biển dâng trung bình toàn cầu sẽ hơn 77 cm. Tại Biển Đông, nước biển có thể dâng tới 107 cm. Chính con người đã gây ra biến đổi khí hậu, vì vậy chính con người sẽ phải giải quyết vấn đề này. Nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, rất có thể chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất thảm khốc của biến đổi khí hậu. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành biến đổi khí hậu là mục tiêu đào tạo của khoa các khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội. Đăng ký ngay chương trình Thạc sĩ biến đổi khí hậu để có cơ hội nhận học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng